Lê Thị Thùy là một nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội. Hàng tháng, cô gái trẻ này thường xuyên là khách hàng của những quán hàng vừa là cà phê vừa phục vụ cơm phở ngay sát tại cơ quan. Với cô gái trẻ này thì ăn cơm quán thay cho bữa cơm gia đình cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Khi mà đầy đủ các thành viên ấy, thì bọn mình cũng đều có xu hướng là ăn cơm ở nhà. Và nhưng mà hiện nay thì do công việc này, rồi do... Đấy, chính là do công việc. Thì có thể là thiếu người này, thiếu người kia, đâm ra là cái người ở nhà cũng sẽ có xu hướng là ra ngoài ăn cho nhanh. Suy nghĩ của cô gái trẻ này cũng giống với rất nhiều thanh niên khác khi được hỏi về thói quen dùng bữa cơm gia đình. Thỉnh thoảng có khi còn không ăn ở nhà buổi tối nữa, vì đi nhậu với bạn hoặc là do cái dịp gì đó thì liên hoan, thường là không tránh nổi, cũng không từ chối được. Và việc về buổi trưa hay là ăn cơm buổi tối ở nhà nó thực sự là tốn nhiều thời gian. Mình đã muốn cho công việc thì gia đình nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Việc mà kết hợp làm sao nó dung hòa thì đấy là một điều gần như là không thể. Vắng mặt trong bữa cơm gia đình vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Những người trẻ này lại thường xuyên có mặt tại những cửa hàng ăn trên phố. Từ việc ăn sáng đến ăn tối và những cuộc nhậu có khi đến thâu đêm suốt sáng. Đôi khi ăn cơm hàng cũng có những cái lợi riêng. Tiết kiệm được thời gian hơn, mình có thời gian nghỉ ngơi. Đi lại ngoài đường thì thứ nhất là đường đông, thứ hai là đi lại nó mất thời gian và ảnh hưởng tới việc học. Ăn ở ngoài thì mình sẽ... Nhiều lúc đấy cũng là cơ hội để mình biết thêm những địa điểm ăn ngon ở Hà Nội. Cuộc sống hiện đại, con người đang quấn vào một guồng quay, đòi hỏi lúc nào cũng phải nhanh. Thời gian cho bữa cơm gia đình cũng bị cắt xén. Ăn phở, ăn thức ăn nhanh trở thành tiện lợi. Sinh hoạt vốn được coi là truyền thống của gia đình Việt trước kia đã có phần xáo trộn. Càng ngày con người chúng ta càng bận rộn. Thế và điều này thấy rất là rõ nét rồi. Thế thì đấy là một cái yếu tố rất quan trọng. Bố mẹ trong công nhân viên trước thì đi làm rồi đi làm ca, thế rồi làm trong giờ không hết, có khi ngoài giờ vẫn còn phải làm tiếp. Thế rồi thì là cái những cái thông tin về cái cách lối sống, rồi cái quan niệm. Song điều đó không có nghĩa rằng giá trị của một bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã bị mất dần đi. Với nhiều người phụ nữ, việc duy trì nếp sinh hoạt này là điều tối quan trọng trong việc đảm bảo sợi dây kết nối yêu thương. Thế nhưng thời điểm hay không gian sinh hoạt gia đình cũng có phần thay đổi. Như gia đình của chị Bạch Thị Thùy ở Thanh Trì, Hà Nội. Chồng chị mất cách đây 6 năm, nhà chỉ có hai mẹ con. Nhiều khi cô con gái 19 tuổi đi học về muộn hoặc bận bịu với bạn bè. Dù chỉ làm cơm một mình thì bữa cơm tối vẫn diễn ra, dù có thể muộn màng hơn mọi ngày. Đôi khi cô con gái không về nhà ăn tối, người mẹ cũng có thể ăn ngoài để tiết kiệm thời gian và công sức nấu nướng. Cũng đôi khi cháu đi học thêm. Đi học thêm thì cái giờ ăn nó sẽ bị chệch đi, thế nhưng mà tôi vẫn ở nhà để chờ con về để ăn cùng. Thế còn thỉnh thoảng cháu đi liên hoan ở lớp hay là đi sinh nhật bạn gì đó thì có một mình thì tôi cũng bữa thì nấu, bữa thì đi đến nhà họ hàng để ăn cùng với mọi người cho vui. Duy trì bữa cơm gia đình là điều quan trọng, song không cứng nhắc là điều mà nhiều phụ nữ, những người vốn được đặt trách nhiệm giữ lửa trong gia đình đang thực hiện. Dù là bận mấy thì bận, trừ khi là vợ hoặc là chồng phải đi công tác xa, còn nếu như mà chúng tôi ở Hà Nội thì nhất thiết là chúng tôi phải ăn cơm cùng với các con, cùng với bố mẹ vào cái bữa tối hàng ngày. Một mình tôi thì cũng không thể nào mà bắt các con là bây giờ như truyền thống ngày xưa là đến 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ là phải ăn cơm đúng giờ. Nhưng cố gắng duy trì, vì công việc nó của thanh niên bây giờ nó rất là nhiều việc, mình cũng không thể nào can thiệp hết được vào. Người phụ nữ sẽ không trở nên cô đơn khi giữ lửa gia đình nếu như có sự sẻ chia từ các thành viên khác. Đó cũng chính là chìa khóa để dù bữa cơm gia đình không còn là số 1 trong cuộc sống hiện đại thì sợi dây gắn kết các thành viên cũng sẽ không bị đứt rời.